Theo báo Việt Nam Plus đưa tin, bão Milton can quét bang Florida của Mỹ hồi giữa tuần đã tàn phá trên diện rộng, thổi bay mái vòng của sân vận động Tropicana ở Saint Petersburg với sức gió lên tới hơn 190 km h và khiến 3,4 triệu người rơi vào cảnh mất điện. Cơn bão cấp 3 đã xé toạc hầu như toàn bộ phần mái của sân Tropicana là sân nhà của đội Tampa Bay Rays thuộc giải bóng chày Major League, gọi tắt là MLB. Theo truyền thông địa phương, vài mái che sân vận động này được làm bằng sợi thủy tinh phủ teflon và được thiết kế để chống chịu sức gió lên tới 185 km h Những hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những mảnh vải bay phần phật trong gió và cảnh mái vòm tây tả khi cơn bão đi qua. Khung của sân vận động có sức chứa là 42.000 người này có vẻ còn nguyên vẹn nhưng mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ. Theo trang mlb.com, sân Tropicana được xây dựng vào năm 1990 với chi phí là 138 triệu đô la Mỹ, không có hệ thống thoát nước cho sân. Sân Tropicana dự kiến sẽ được phá bỏ và thay thế bằng một sân vận động mới trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ trong khu Gas Plant thuộc khu phức hợp có trung tâm là sân bóng chày hiện đại. Đây là quãng thời gian khó khăn đối với Florida, địa phương còn đang phục hồi sau một cơn bão lớn khác là bão Helen xảy ra chỉ vài tuần trước. Helen, bão cấp 4 là cơn bão chết chóc nhất kể từ sau khi cơn bão Katrina năm 2005 với số người thiệt mạng trong thảm họa vượt quá 225 trên 6 tiểu bang. Trên mạng xã hội, Reis cho biết, chúng tôi vô cùng đau buồn trước thiệt hại mà rất nhiều người phải gánh chịu sau các cơn bão Helen và Milton. Lúc này, ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ cộng đồng và đội ngũ của mình. Trong vài tuần tới, chúng tôi hy vọng có thể đánh giá được tình trạng thực sự của sân Tropicana. Hiện chúng tôi đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ tòa nhà. Theo báo VN Express đưa tin, tổ chức phi lợi nhuận United Cajun Navy gọi tắt là UCN, vào ngày 10 tháng 10 đăng video lên mạng xã hội. Cảnh tượng đầy kích tính về vòi rồng do đội tình nguyện tìm kiếm cứu nạn số 2 của chúng tôi ghi lại sáng nay gần Fort Pierce, bang Florida. Trong video được quay từ camera trên xe của các thành viên UCN, bầu trời đen kịt lúc vòi rồng quét qua tuyến cao tốc gần Fort Pierce, bang Florida, khiến cây cối nghiêng ngả, rác rưởi bị cuốn bay lên trời. Vòi rồng quật ngã cột điện ven đường, gây ra những tiếng nổ và chớp sáng, khiến người trong xe thốt lên, vòi rồng dữ dội quá. Video sau đó cho thấy một chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng, chắn ngang đường. Phần đầu xe văng sang bãi cỏ ven đường, tài xế bị mắc kẹt trong bùn lái và được các thành viên UCN cùng người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài. UCN cho hay xe đầu kéo bị lật, đội của chúng tôi cùng những người đi đường tốt bụng đã đưa tài xế ra khỏi xe đến nơi an toàn. Tình trạng sức khỏe của người này ổn định. Lốc xoáy hay vòi rồng là hiện tượng một luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây rồng xuống tới mặt đất. Chúng có dạng ống hút, hình phễu hoặc hình xoáy. Những ống hút khổng lồ này có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ gọi tắt là NWS ban hành 126 cảnh báo lốc xoáy trên khắp Florida trước khi bão Milton đổ bộ đêm ngày 9 tháng 10. Florida ghi nhận ít nhất 10 người chết trong bão Milton, chủ yếu là do cây đổ, nhà sập vì lốc xoáy bão Milton bắt đầu đổ bộ vào CSK, bang Florida của Mỹ, với sức gió 193 km h tương đương cấp 3, trong thang đo bão 5 cấp vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, tức 7 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Sau vài tiếng càn quét qua Florida, bão Milton hạ xuống cấp 2 và tiếp tục hạ xuống cấp 1 vào dạng sáng ngày 10 tháng 10. Đây là cơn bão thứ năm ở Mỹ và là cơn bão thứ ba tấn công bang Florida trong năm nay. Bão Minton gây lốc xoáy càn quét bang Florida, Mỹ, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng triệu người bị cắt điện. Công tác khắc phục hậu quả của siêu bão đang được các lực lượng chức năng của Mỹ khẩn trương thực hiện. Bão Minton được dự đoán là cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ, khiến giới chức địa phương phải đưa ra cảnh báo về lũ quét do bão gây mưa lớn. Mặc dù thống đốc bang Florida Ron DeSantis cảnh báo thiệt hại vẫn còn đáng kể và lũ lụt vẫn là mối lo ngại lớn song Trần An cơn bão rất lớn nhưng may mắn thay, đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất. Nó đã suy yếu trước khi đổ bộ và mực nước dâng do bão như đã báo cáo ban đầu, nhìn chung không đáng kể như những gì từng quan sát được đối với cơn bão Helen trước đó. Ông Ron DeSantis thông báo, bão đã tạo ra hàng chục cơn lốc xoáy, gây thiệt hại ở nhiều hạt, phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, xé toạc toàn bộ mái sân vận động Tropicana Field. Khoảng 9.000 lính vệ binh quốc gia đã được triển khai ở Florida, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phục hồi. Ngoài ra còn có 50.000 công nhân lưới điện được điều động để xử lý tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đội tìm kiếm cứu hộ cũng được huy động, sẵn sàng ứng trực ngay khi cơn bão đi qua, làm việc suốt đêm nếu cần thiết. Chuyên trang theo dõi mạng lưới điện của Mỹ, powerrouted us ước tính, tính tới chiều qua ngày 10 tháng 10, hơn 3,2 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp ở Florida trong cảnh mất điện, trong đó những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các hạt Hadi, Sarasota, Hillsborough và Manatee hiện bang Florida vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm do lũ lụt trên sông sau khi lượng mưa lên tới 457mm. Nhiều người dân sống ở các khu vực bị ảnh hưởng của bão lo ngại. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì tồi tệ như thế này trong đời. Cảm giác như chỉ có trong phim vậy. Tôi cảm thấy rất đau khổ khi chứng kiến nơi ở hiện tại của mình như thế này. Lốc xoáy, ngập lụt, mọi thứ đều bị tàn phá. Tôi đã cố gắng chuẩn bị trước khi bão đổ bộ, nhưng lốc xoáy ập đến bất ngờ. Đây là một thảm họa kép. May mắn thanh, gia đình tôi đã thoát nạn. Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, lốc xoáy dường như là nguyên nhân chính gây thiệt hại về người. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ hôm qua ban hành 126 cảnh báo lốc xoáy trên toàn bang. Đây là số lượng cảnh báo lốc xoáy lớn nhất từng được ban hành trong một ngày của bang trong các hồ sơ có từ năm 1986. Tính đến tối ngày 10 tháng 10, các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục khi lực lượng chức năng sơ tán cư dân bị lũ lụt ở thành phố Clearwater gần Tampa. Tổng thống Joe Biden, người đã hoãn chuyên đi nước ngoài để ứng phó với bão Minton, cho biết Quốc hội Mỹ nên họp trở lại để giải quyết nhu cầu tài trợ cứu trợ thiên tai sau cơn bão. Sẽ cần đến hàng tỷ USD, đây sẽ không phải là vấn đề nhỏ, nhưng hiện tại chúng tôi đang triển khai hành động ngay tức khắc nhằm đảm bảo mọi người được tiếp cận nguồn cứu trợ khẩn cấp mà họ đang cần. Người dân Florida đang chật vật đối mặt với tình cảnh bão trồng bão, bởi chỉ hai tuần trước họ đã phải khổ sở với bão Helen, với 2 triệu người được lệnh sơ tán. Thiệt hại do cả hai cơn bão này có thể lên tới hàng tỷ USD. Các nhà phân tích ước tính bão Minton có thể gây thiệt hại ngang bằng với cơn bão Katrina năm 2005, thảm họa thiên nhiên được đánh giá là gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo báo Tiền Phong đưa tin, siêu bão thế kỷ Minton đã di chuyển ra khỏi Florida sau khi đổ bộ vào bờ biển phía tây của bang này và để lại những đống hoang tàn với hình ảnh du thuyền chạy loạn trên đường, nhà cửa đổ sập gió bão đã xé toạc mái sân vận động Tropicana Field của đội bóng chảy Tampa Bay Rays ở trung tâm thành phố Saint Petersburg, Florida. Được biết, sân bóng chảy là nơi tập trung cho những người tị nạn với hàng nghìn chiếc giường được dựng sẵn trên sân. Siêu bão với sức gió kinh hoàng đã phá hủy hàng loạt du thuyền đắt đỏ và khiến chúng chạy loạn trên đường. Trợ lý quản lý thành phố Punta Gorda, Melissa Richards nói với CNN, thật là siêu thực, Chúng tôi có một chiếc thuyền trên sân tennis. Chúng tôi có thuyền trong khu vực công viên, thuyền bên kia đường. Một chiếc thuyền mắc cạn trong siêu bão Minton ở St. Petersburg, Florida. Một chiếc thuyền và đống đổ nát được nhìn thấy dọc theo một con đường ở Bradenton, Florida. Các quầy làm thủ tục được phủ ni lông bảo vệ tại sân bay quốc tế Orlando khi sân bay ngừng hoạt động lúc 8 giờ sáng thứ Tư. Siêu bão khiến bãi biển Bradenton như trở về thời nguyên thủy vì thổi bay mọi thứ một ngôi nhà bị đổ sập sau khi bão Minton đi qua bãi biển Bradenton ở Florida. Siêu thị Public ở quận Palm Beach đã bị siêu bão Minton phá hủy. Chiếc cần cầu bị sập ở Saint Petersburg đã phá hủy một trong những tòa nhà cao nhất ở Vịnh Tampa, một trong những điểm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới. Một hố sụt lớn xuất hiện ngay trên đường phố của quận Hillsborough, bang Florida sau siêu bão. Nước lũ nhấn chìm một khu phố ở Punta Gorda vào thứ Năm. Được biết, sức gió 120 dặm một giờ của siêu bão Minton đã khiến hơn 3 triệu ngôi nhà và công ty mất điện. Hiện tại, mặc dù tâm bão Minton đã di chuyển khỏi Florida, nhưng bang này vẫn đối mặt với nguy hiểm bởi lũ lụt tràn từ sông do lượng mưa quá lớn. Theo báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào ngày 10 tháng 10, bão Milton đã di chuyển qua khắp khu vực trung tâm bang Florida sau khi đổ bộ vào bờ biển phía tây của tiểu bang này vài giờ trước đó, gây ra những cơn lốc xoáy chết người, phá hủy nhà cửa và khiến khoảng 3 triệu khách hàng bị mất điện. Nhà khí tượng Direct Van Dam cho biết, sau một đêm tàn phá vịnh Tampa, mắt bão Milton đang di chuyển qua bán đảo Florida và rời khỏi bờ biển phía đông theo cập nhật mới nhất của CBS News, đến sáng ngày 11 tháng 10, theo giờ Việt Nam, bão đã khiến ít nhất 16 người chết. Ngoài ra, gần 1.000 người được giải cứu, theo CNN. Tại thành phố Fort Myers, ở bờ biển tây nam bang Florida, anh Conno Faden đi kiểm tra ngôi nhà đã bị bay mất nóc của mình. Xung quanh đầy những mảnh vỡ và nước mưa sau khi một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến. Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng, nhanh y như là lúc cửa sổ bị thổi bay vậy. Tôi ôm hai con chó chạy xuống gầm giường và thế là hết, có lẽ chỉ trong một phút, anh kể lại. Theo thống đốc bang Florida là Ron DeSantis, bão Milton đã kéo theo ít nhất là 19 cơn lốc xoáy gây thiệt hại ở nhiều hạt, phá hủy nhà cửa. Tính đến 19 giờ ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, ít nhất 4 người chết ở Florida và con số này có thể còn tăng. Trung tâm bão quốc gia Mỹ gọi tắt là NHC cho biết bão Milton đổ bộ vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10 theo giờ miền đông của Mỹ với cường độ cấp 3 trên thang bão Safia Simpson gồm 5 cấp, với sức gió duy trì lên tới 195 km h gần CSK, bang Florida. Trước khi đổ bộ, có những lúc cơn bão này mạnh lên cấp 5 là cấp cao nhất. Đến sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, khi sức gió giảm xuống còn 150 km h bão Milton đã hạ xuống cấp 1 nhưng vẫn còn nguy hiểm. Mưa rất to và những cơn gió tàn phá vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi tại khu vực trung tâm Florida. Tình trạng khẩn cấp về lũ quét vẫn có hiệu lực, NHC cảnh báo. Theo trang Power Chấm us ít nhất 2,8 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp đã mất điện tại bang Florida vào cuối ngày 9 tháng 10, theo giờ địa phương, và con số này đã vượt qua 3 triệu vào sáng ngày 10 tháng 10. Các sân bay ở Tampa và Sarasota đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Tại các thành phố trên khắp bờ biển phía tây bang Florida, gió rít dữ dội và mưa nhiều chút nước. Tại thành phố Sarasota, gần thị trấn Sietake, gió mạnh đã thổi bay các tấm kính của những tòa nhà trong khu vực nhiều con đường vắng tanh, trong khi cây cối thì ngả nghiêng gần như là theo phương ngang, hầu như không thể chống chọi được với những trận cuồng phong. Các doanh nghiệp đóng cửa và gia cố bằng bao cát. Trên một tấm ván cố định vào cửa sổ của một tòa nhà cạnh đỏ cũ kỹ, ai đó đã viết, hãy tử tế Milton. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Florida kêu gọi người dân trú ẩn tại chỗ và cảnh giác trước lũ lụt, lốc xoáy và gió lớn. Thống đốc Ron DeSantis cũng đưa ra hướng dẫn tương tự và cho biết các đội tìm kiếm cứu hộ sẽ làm việc tích cực